lại gì không? Kiền non nước lâu nô sông cát bồi, lang thang từ đồ luân hồi, vô minh nếu trước xa khơi dặm về trong xa bên. Ta van cát bụi trên đường, dù nhớ dù đục đừng vướng gót này. Mau về đi em, mau về đi em, cho trọn lời nguyện thề tình ta chừng ấy mà thôi. Nhớ nghe em, nhớ nghe em, nhớ nghe em, nhớ nghe em. Nghìn thu nữa cho bốn bề một phương, ta van cát bụi trên đường, dù nhớ dù đục đừng vướng gót này. Phật, quý Phật tử khiếm thị, quý Phật tử khuyết tật thân mến. Thật ra những người khiếm thị cũng là thuộc là khuyết tật. Bởi vì sao? Đã thiếu một cái bộ phận nào đó trên cơ thể thì gọi là khiếm khuyết. Dù là thiếu đôi mắt,
dù là chân, dù là tay hay tật nguyền ở trên các cái cơ quan của mình thì đều gọi là khuyết tật. Nhưng mà điều mà sư muốn nói với các vị hôm nay là mình khuyết tật trên thân, mình khiếm thị trong đôi mắt, mình không được nghe, chân không thể đi được, tay không làm việc được. Đó là khiếm khuyết, đó là khuyết tật. Nó đã làm cho con người ta không thể hoạt động, sinh hoạt, nói, nghe như tất cả những người khác, không thể làm việc bình thường như những người khác. Cho nên cái Tổ chức Y tế Thế giới, họ nói có 3 mức độ để nói đến những người không toàn vẹn. Đó là người khiếm khuyết, impairment, người khuyết tật là disability, và người tàn tật là handicap. Thì dựa trên cái bảng phân loại quốc tế về chức năng khuyết tật và sức khỏe đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những con người này sẽ gặp khó khăn trong đời sống sinh hoạt bình thường. Hoặc là khó khăn, hoặc là hơi khó khăn, hoặc là rất khó khăn, và cuối cùng là không thể làm gì được. Đó là những con người bất hạnh, khiếm khuyết, đáng thương. Thì nếu chúng ta đưa ra một phương án, một câu hỏi để hỏi cho các vị đang khuyết tật ở đây, thì chúng ta sẽ nghe họ trả lời rằng con gặp khó khăn trong đời sống, con gặp rất khó khăn trong đời sống, hoặc là vô cùng khó khăn, không thể diễn tả hết. Mà lúc nãy trong thời gian sinh hoạt với nhau, các vị đã có lên đây xin được chia sẻ những hoàn cảnh của mình, và nhiều dòng nước mắt đã tuôn rơi khi nghe những người khiếm khuyết bên cạnh chúng ta. Họ làm những công việc lao động bình thường, như là đi bán báo, như là đi bán vé số, như làm chổi, làm bàn chải, massage, tạp vụ, để có những đồng tiền không chỉ là cho bản thân mình đâu, mà là nuôi cha, nuôi mẹ. Và câu nói của một vị khiếm thị chúng ta mới nghe đó, đó là con chỉ ước mơ trong cuộc đời mình một lần mắt sáng thôi, để nhìn thấy cha mẹ con, rồi sau đó con mù lại cũng được. Sau đó con mù lại cũng được là biết quả báo của mình là phải mù rồi. Cho nên không có thể nào mà muốn sáng mãi được. Nếu bây giờ mù mà mong mình sáng, đó là một chuyện viễn vông. Cho nên người ta chấp nhận mà không còn oán trách như ngày xưa khi chúng ta chưa biết tu. Chúng ta trách cha, trách mẹ, trách cuộc đời. Bây giờ chỉ xin được một lần mắt sáng để nhìn thấy cha mẹ con. Ngày xưa trách ông già bà già đẻ tôi ra làm gì mà không cho tôi có mắt. Trong khi đời người ta nhìn đời xanh đỏ tím vàng, nhìn cái đẹp cái xấu trong cuộc đời. Cho nên sư hay nói bài hát mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để yêu, để hờn gì đó. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn. Và các vị đã bị mất cái cửa sổ đó rồi. Nhưng mà vẫn có những bậc từ bi trí tuệ nhìn thấy tâm hồn của chúng ta. Đó là Phật, đó là Bồ Tát, đó là Thánh Hiền Tăng, đó là những người hảo tâm. Tuy là con người bình thường nhưng mang trái tim Bồ Tát, vẫn nhìn thấy tâm hồn trong sáng của các vị. Kể ra lúc nãy kể mấy chuyện các vị cười quá trời à. Tại hồi chưa biết tu á, tâm hồn đâu có trong sáng đâu. Mù vẫn bài bạc, rượu chè, mù vẫn là nói những lời thô ác, thói hư tật xấu, tội ác vẫn là. Chúng ta sau một thời gian tu tập, chúng ta đã chuyển hóa rất nhiều. Và hôm nay, trong cái sự phát tâm của nhóm Phật tử cô Thanh Bình, thì ngoài người mù ra, còn đem những chiếc xe lăn, xe lắc cho người tàn tật. Nhưng các vị thấy đó, Đức Phật nói, khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Pháp. Mình cho xe họ đi, rồi đến đây mình tặng xe lăn, xe lắc, rồi mình lo cơm nước để họ được nghe một thời Pháp trong cuộc đời thôi. Mà họ vẫn nói, sư ơi đừng giận con nghe, con không thể đến được mặc dù đã leo lên xe rồi. Phải bế xuống, ẵm xuống, tại vì những tình trạng khuyết tật đó là quá sức khó khăn. Sự tàn tật đó nó làm cho con người ta ngồi một chút trên xe, 3-4 người kềm giữ. Cho nên từ sáng tới giờ
là sư phải nghe rất là nhiều cuộc điện thoại về những hoàn cảnh bất đắc dĩ của những con người tàn tật. Được sư cho xe mừng lắm, nhưng mà sư ơi, con không đến được. Thì người đến thay con, thì sư sẵn sàng. Nhưng tiếc thay, trong cuộc đời họ, một lần nghe Pháp cũng hết sức khó khăn. Tuy nhiên, đời sống khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ cũng có cách để giúp họ. Mình gửi xe đến nhà, đồng thời gửi thêm cái máy nghe Pháp nữa. Chúng ta ngoài những cái giờ để sinh hoạt, làm việc gì đó, thì chúng ta nghe Pháp để biết vì sao mình mù, vì sao mình tàn tật, câm điếc, khó khăn trong cuộc sống. Cho nên hôm nay, ngày tu đặc biệt này, có những người tàn tật đến với chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón những người tàn tật. Quý Phật tử thân mến, theo cách phân loại về những cái điều kiện sống rất khó khăn, không có tiếp ứng được trong cuộc đời, nhưng mà họ vẫn đang đồng hành của chúng ta. Họ cũng muốn được yêu thương, họ cũng muốn được sống và cũng muốn có gia đình hạnh phúc như tất cả chúng ta. Thường là mình chỉ nghĩ đến cái chuyện ngước lên trời cao để ước mơ, chứ khó mà ai nhìn xuống cuộc đời để quan tâm những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Cho nên sư bà mới đặt cái đạo tràng này là đạo tràng đại bi. Không có tâm từ thì không chịu xiết nổi đâu. Bây giờ ngồi yên như thế này, chứ nhớ lại mấy năm trước á, chỉ cần 20 người mù thôi là đã ồn ào như một cái chợ nhỏ rồi. Những chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ đã có nề nếp tu tập rồi. Và giờ sư hướng đến là trong đạo tràng người khiếm thị còn có người tàn tật sẽ đến. Nếu họ có đủ xe để họ đến đây. Phải có những chiếc xe chấp nhận chở những cái xe lăn và cho người ta leo lên xe để ngồi. Rồi bằng xe lăn đó họ lăn đi vào trong chùa. Chứ xa quá, họ đi xe lăn từ ở dưới thành phố hay ở các cái vùng thị xã xa đó, làm sao họ đến được Biên Hòa đâu. Cho nên cũng phải có một chiếc xe bus lớn chở họ đến đây, rồi là họ leo lên chiếc xe lăn, họ lăn vào vị trí để được ngồi nghe Pháp. Đời cuộc đời của sư đó, hạnh phúc là khi mọi người biết nghe Pháp. Suốt một cái mùa hè bắt đầu từ đầu tháng 6, có thể nói rằng hiếm mà có một ngày nào sư ở nhà. Nhưng mà niềm hạnh phúc của sư là đem ánh sáng Phật Pháp cho tất cả mọi người. Và hôm nay sư ở nhà thì là sư lại thuyết pháp cho các vị nghe. Ngày mai trên con đường sư đi lại tiếp tục giảng kinh và thuyết pháp. Bởi vì không phải người ta sung sướng vì giàu, không phải người ta khổ vì nghèo, mà cuộc đời này khổ đau hay hạnh phúc là người ta không có trí tuệ, không hiểu biết mà khổ đau. Người tàn tật, họ khuyết tật trên thân, nhưng biết đâu đời sống nội tâm của họ rất tuyệt vời. Ta khiếm khuyết cái này thì trời bù cho người ta cái khác. Còn mình nữa nha, mình có mắt nè, tai nè, miệng nè, thân thể toàn vẹn, thì mình lại khiếm khuyết tâm hồn. Nếu mình không biết tu tập thì mình lại khuyết tật về tâm hồn. Cho nên sao mình có mắt mà mình vẫn buồn, có tai để nghe vẫn khổ, có miệng để tụng kinh niệm Phật nói những lời lành, nhưng không, cái miệng mình chỉ nói xấu, nói bậy, nói bạ. Cuộc đời mình chỉ ganh tị và ích kỷ thôi. Cho nên mình toàn vẹn hơn những người tàn tật đang ngồi đây, nhưng nước mắt của mình lại nhiều hơn. Vốn nhân không biết tu, đời này làm người lại tiếp tục không biết tu. Cho nên sư hay tổ chức khóa tu mà không có phân biệt. Không có cái chuyện đó, khóa tu an lạc cho tất cả. Người sáng ngồi đây để thấy gì? Để thấy rằng mình hạnh phúc quá mà sao mình lại không tu? Trong khi người mù họ góp 1.000 đồng, 1.000 đồng. Họ nói con xin cúng dường, sư nhớ xây cái chánh điện lớn nghe để cho tụi con tu. Nghe thấy thương không? Nếu cho một người thì đâu cần lớn, nghĩ đến cho nhiều người, cho nên cái chánh điện phải lớn. Và chung quanh các vị đang có các nhà hảo tâm đang ngồi đây. Họ biết tu, họ biết sống, chia sẻ niềm hạnh phúc an vui cho mọi người. Hoặc cũng có những người sáng mà cũng không có gì vui đâu, khổ lắm. Nhưng mà lấy cái hành trình nhân đạo
để làm niềm vui cho cuộc đời. Vì vậy chúng ta sống tương tác, cảm ơn nhau. Chứ hôm nay người mù cảm ơn mình, người tàn tật cảm ơn mình. Mà sư từng thuyết bài pháp Ai cảm ơn ai ở tỉnh xá Ngọc Pháp, thành phố Nha Trang. Mình sẽ cảm ơn người tàn tật, khiếm thị, bởi vì nhờ có họ mà mình thấy rằng mình rất là hạnh phúc, có phước. Mình đang tính than van, mình nhìn qua người mù, mình kịp im miệng lại. Mình có cặp mắt đi, mình có đòi cái gì nữa. Mình tính chửi bới, nguyền rủa, chê bai. Mình nhìn sang những người mất chân, mất tay đây, mình giật mình, im lặng. Mình còn muốn cái gì nữa chứ? Mình có hết rồi, mình còn nguyền rủa gì cuộc đời? Chứ mình thử tàn tật như người ta đi, rồi mình sẽ thấy mình là ai. Mình tàn tật, mình mù lòa như họ, mình sẽ thấy mình là một con người chỉ biết nguyền rủa cuộc đời và chết. Còn họ sống đến bây giờ, sư thường hay nói, họ là những người thầy của mình trong cuộc sống. Nhất là những người tàn tật, khiếm thị, mà bây giờ mở lời chỉ nói lời lành. Mở miệng ra chỉ nói cảm ơn cuộc đời, vì tuy con mù mà tai còn được nghe pháp. Con cảm ơn cuộc đời là con mù, nhưng còn vẫn có thể bán báo, bán vé số, con nuôi cha, nuôi mẹ con. Sư nói đó là những người thầy của chúng ta trong cuộc đời. Trên mạng xã hội vừa qua, lan truyền một cái video cô gái đẩy xe lăn chở người khuyết tật lên xe buýt tuyến Đà Nẵng - Hội An. Nhưng mà cái người phụ xe đã từ chối. Và khi người khuyết tật thắc mắc tại sao mình không được lên xe, thì nhân viên xe buýt trả lời là chật quá rồi, không có chỗ để chở ông được nữa. Vì chở ông là phải chở thêm cái xe, cho nên thôi làm ơn ở dưới đó đi. Cũng giống như người mù lên xe buổi sáng đó. Bác tài nói sao? Trời ơi, mới sáng gặp đám quỷ mù. Cũng như là người tật nguyền lên xe, nhân viên xe buýt nói chật quá, không còn chỗ. Chúng ta mà không có được nghe pháp, không tu tập, chúng ta cũng ích kỷ như vậy thôi. Nếu cái đối tượng đến với mình không thấy đem cái gì lợi lạc hết, thì chúng ta từ chối một cách dễ dàng. Sư nói ở đây có những người khuyết tật, tàn tật, nhưng khiếm khuyết thôi chứ chưa gọi là tàn. Tàn là phế, không làm được gì nữa, nhưng mình chỉ khiếm khuyết thôi. Như mắt mình mù, nhưng chân còn đi được, tai còn nghe được, vẫn bán vé số được. Nhưng mà cũng nhiều người đến tâm sự bị giật vé số, giật tiền. Thấy không nào? Vậy các vị ở đây khiếm khuyết về chân tay, nhưng các vị đang nghe pháp được. Chỉ là khiếm khuyết thôi, chứ chưa gọi là tàn phế. Trong cuộc đời này có những người tàn phế hoàn toàn, nhưng mà họ vẫn còn sống đây, họ chưa thể chết. Họ vẫn đang đồng hành với mình trong cuộc sống hôm nay, chứ không phải là họ ở đâu đâu. Sư muốn kể về Nick Vujic đó. Nhưng mà ông này là coi như là không chỉ ống, không có tay, và chân của ông thì là phát triển như là chân của một con ếch vậy đó. Nhưng mà bây giờ ông là diễn giả nổi tiếng thế giới. Khi ông ra đời, khi Nick Vujic ra đời, thì cha mẹ ông choáng váng, đau khổ, bởi vì đứa con họ tật nguyền đỏ hỏn nằm trong cái bọc. Mà siêu âm thì thấy là nằm trong bọc thì giống như là sanh con bọc điệu mà. Lúc nào rập cái bọc thì con, đứa con nó chui ra. Thì bà mẹ của Nick trong cơn đau đớn tận cùng đã nhìn cái cục đỏ hỏn khi lột ra. Thì bà không thể chịu đựng nổi khi đứa con đầu lòng bà mang cả năm qua chào đời không có tay và không có chân. Thế rồi bà đau khổ quá, bà nhìn cái cục đỏ hỏn không tay không chân, chỉ có cái mặt thôi, thì có thể gọi cái từ là gì? Quái thai. Cho nên bà mẹ mới nói hãy mang nó đi đi, tôi không muốn chạm vào nó, tôi không muốn nhìn thấy nó. Người mẹ đau đớn tuyệt vọng. Những nhân viên trong phòng hộ sinh động viên cho hai vợ chồng cha mẹ của Nick, giúp bà đối mặt với những sự khó khăn phũ phàng, rằng không sao đâu, con của ông bà rất đẹp trai. Nó chỉ có không tay và không chân thôi, chứ nó đẹp trai lắm. Và những ngày sau đó là cơn ác mộng đè nặng lên cuộc đời của cha mẹ Nick. Và người cha và người mẹ quyết định rằng vẫn sẽ nuôi con của mình cho đến ngày khôn lớn. Và
điều mầu nhiệm rằng Nick đã quyết định đứng lên trên cái đôi chân không phải là chân. Và những ngày tháng đầy nước mắt vì chính cha mẹ cũng sợ hãi và xa lánh. Cho nên Nick đã từng đối mặt với những nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Nick nói như thế nào? Tôi đã từng tự hỏi tại sao số phận lại quá khắc nghiệt với tôi như vậy. Tôi rất tuyệt vọng. Tôi muốn tự tử, trốn chạy khỏi cuộc đời và quyết định bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi can đảm đứng dậy sau nghìn lần vấp ngã, bởi vì tôi thấy rằng cha mẹ đã sanh ra tôi và cho tôi bước vào cuộc đời. Tôi không có quyền gì để nói rằng tôi phải chết. Và như vậy, cái việc đầu tiên, một người không có tay và hai cái chân nó như là chân của một con vật, ông nói rằng hãy tin tôi đi. Ai mất niềm tin trong cuộc sống đó là tồi tệ hơn không có mắt hoặc mất chân, mất tay. Cho nên tôi luôn luôn có niềm tin trong cuộc sống. Và sư từng giảng cho các vị nghe, mất tiền coi như không có mất gì hết á. Mất danh dự là mất một chút, còn mất niềm tin là mất tất cả. Bây giờ ông Nick á, ông trở thành diễn giả thế giới, mà vợ ông đẹp như hoa hậu luôn. Tại vì là ông tuyệt vời, ông từng xử lý cho bản thân mình mà không có chửi bới cuộc đời, không làm phiền đến ai. Cho nên ông tuyệt vời quá. Và một cô gái rất đẹp đã là tự nguyện làm vợ và sanh con, người con rất tuyệt vời cho ông Nick. Chứ không phải là sanh thêm một cái cục đỏ hỏn nữa đâu, mà sanh người con lành lặn. Nhưng mà sư nghe cái câu ông Nick nói mà sư cảm động. Tôi không thể ôm đứa con thân yêu bằng đôi tay, nhưng tôi đã ôm nó bằng cả trái tim và tâm hồn của một người cha. Thì chúng ta đã nghe những người mù nuôi con như thế nào. Họ không thấy con của họ ra sao, nhưng mà họ rờ nè, họ biết con họ còn mắt, mũi, miệng, tai, đầu cổ, chân tay đầy đủ. Tôi không nhìn thấy con tôi, nhưng tôi ôm con tôi bằng tất cả tình yêu của một người cha, người mẹ mù lòa nhưng quyết định nuôi con mình khôn lớn. Và ông Nick, một người đàn ông không chân không tay, nổi tiếng trên thế giới, đã khóc khi nhìn đứa con khỏe mạnh, lành lặn chào đời, là kết quả tình yêu tuyệt vời của ông và người vợ. Thì ở đây các vị cũng có rất là nhiều con trưởng thành. Lúc nãy mới nghe cô Xuyến mù nói rằng con cô đã là sinh viên đại học năm thứ nhất. Và ở Biên Hòa, Đồng Nai, sư không bao giờ quên chú Tân, trưởng nhóm khiếm thị Tân Hạnh. Bình thường lâu lâu có về đây lãnh quà. Vậy mà chú đã chết. Chú để lại những đứa con đã tốt nghiệp đại học. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng những cái câu chuyện đơn sơ như thế để thấy rằng cuộc đời này còn quá hạnh phúc. Như là các bạn trẻ nè, mà ai mà còn nói trời ơi tôi bất hạnh hay tôi không muốn sống, là hãy tự tát vào mặt mình đi. Mình lằn lặn như vậy mà mình không nghĩ đến giúp những con người bất hạnh và khổ đau, mà mình còn đòi hỏi cha mẹ cho tiền đấy chứ, cho tiền để có nghề sống chứ, nuôi tới giờ này không cho đồng bạc sao làm ông chủ. Sư nói đó là những con người quá ngu si và không có trí tuệ. Tay đâu, chân đâu, mắt mũi miệng đâu, các vị đâu có tật nguyền, đâu có khiếm khuyết như những người đang ở đây. Vậy mà biết bao nhiêu người cha, người mẹ lên chùa khóc với sư rằng con của con bây giờ chỉ biết đòi hỏi và gánh nặng của gia đình, trong khi lằn lặn hết trơn trọi. Các vị biết rằng cái lằn lặn của mình đó, nhưng tật nguyền về tâm hồn. Và những con người đầy đủ chân tay mà là gánh nặng của gia đình và cha mẹ là những con người tật nguyền về tâm hồn, khiếm khuyết về đời sống tinh thần. Và những con người đó tội nghiệp hơn những con người khiếm thị, khiếm thính đang ngồi ở đây. Cho nên đâu phải chỉ có ông Nick đâu. Ở Việt Nam chúng ta có nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký không có hai tay, mà ông suốt cuộc đời viết chữ bằng chân, mà viết chữ lại quá đẹp. Còn mình có tay thì viết chữ như cua bò. Tại vì sao?
đâu có chịu luyện tập đâu. Bây giờ cứ quan niệm là có tiền là giải quyết được hết. Cho nên nhỏ thì là thôi má ơi cần tập viết làm gì, giờ xài bằng là iPhone với iPad với vi tính không. Trẻ em bây giờ hư lắm. Sư đi giảng suốt trong khóa tu mùa hè, cha mẹ nào đem đến cũng sư ơi con của con nó thật là hư đốn, nó không có gì thể hiện rằng nó biết ơn cha mẹ nó đem nó vào cuộc đời này, nó làm cho con khổ đau không à. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã tâm sự trên báo Văn Nghệ Trẻ, con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai họa, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ. Cho nên hãy dũng cảm đối diện với khiếm khuyết trên bản thân mình để vươn lên và để sống. Ông cụt hai tay, ông nói không sao hết. Sợ nhất là người khiếm khuyết về tâm hồn, bệnh tật về tâm hồn. Tức là mở mắt ra là muốn người ta phải cho mình ăn cái gì đó. Có gì ăn không? Mở mắt ra làm vài việc đã cảm thấy rằng mình phải có quyền thưởng cho mình. Cho nên mới làm việc chừng 15 phút phải có một ly cà phê sữa đá, một ly điếu thuốc phì phèo. Chưa có làm gì hết đã muốn thưởng cho mình. Mà không biết là cái ly cà phê đó, bữa ăn sáng, điếu thuốc đó là từ đâu đem đến. Cứ biết là phải đem đến bởi vì tôi là người được quyền như thế. Mà không biết là mình đang phá hoại công đức, phước đức của mình. Và các vị sẽ thấy rằng chung quanh cuộc đời mình còn biết bao người tàn tật, khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính là người ta sống tốt. Tại sao mình đầy đủ tay chân, mắt, mũi, lần lặn nhưng trở thành một con người khuyết tật về tâm hồn? Những con người đó, một, sống mang ước mơ vĩ cuồng, tức là giờ không có làm việc, chỉ ước mơ ngày mai mở mắt tự nhiên thành vua, thành thủ tướng, thành giám đốc, thành ông chủ. Ước mơ vĩ cuồng. Thứ hai, những con người đó chỉ tuyệt vọng và lây lất cho đến chết mà thôi. Cho nên mấy bạn trẻ nói sư cô ơi, người ta nói sư cô là sư cô idol, mà sư nói mặn quá, sư nói thẳng quá, sư nói đau quá. Sư nói em ơi, mùa xuân ai đi hái hoa mà tôi đi nuôi dạy trẻ. Thương các em quá, tôi dỗ dành các em riết rồi cuối cùng giới trẻ Việt Nam như thế nào? Phá thai đứng đầu Đông Nam Á, có hạng trên thế giới. Tôi thương các bạn trẻ quá. Bây giờ các bạn trẻ là một trong những cái thế hệ mà nói dối nhất nhì trên thế giới. Trưởng thành bằng vết xe dối trá, trưởng thành bằng tiền của cha mẹ và dẫm đạp trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Cho nên ai mà để ý kỹ sẽ thấy lời pháp của sư bây giờ nó không có mềm dịu dễ thương như ngày xưa, mà nó mang một cái điều gì đó chua chát, thất vọng cho thế hệ trẻ dối trá. Đức Quan Âm nói thôi con ơi đừng thất vọng, con ơi đừng buồn, con hãy tiếp tục ôm các em đó vào lòng, hãy yêu thương như đã yêu thương những người mù lòa tàn tật. Sư nói tôi sẽ ôm tất cả vào lòng, nhưng các em đừng biến mình trở thành một người khuyết tật về tâm hồn. Mở mắt ra là một con người chỉ biết nương vào mồ hôi nước mắt của cha mẹ, tiêu xài phung phí rồi trở về bắt cha mẹ phải trả tiền. Có người mẹ điện cho sư, sư ơi con từng thanh toán nợ cho con của con, tiền này tiền kia, trăm này trăm nọ, bây giờ con không còn khả năng nữa, con phải làm gì? Một là nó chết, hai là con chết. Nhưng con không nỡ giết con của con, chắc có lẽ rồi con phải chết. Sư nói sao bà không về hét vào cái mặt của nó, nói vào cái mặt thằng con bất hiếu của bà đó. Sao bà không nói vào mặt nó mà bà lên đây kiếm sư? Bà nói sư ơi con thương nó lắm, hồi đẻ ra nó thiếu tháng. Cho nên giờ không nỡ chửi nó câu nào. Khánh tận rồi thì cha mẹ chết thôi chứ còn không nỡ la nó. Cho tới bây giờ nó đã hơn 20 tuổi rồi vẫn hầu cơm hầu nước. Sư nói ông bà lên đây hầu những người khuyết tật cho có phước, chứ hầu thằng con bất hiếu mà làm gì? Có phải như vậy không các vị? Lên
đây hầu mấy người tàn tật còn có phước, bởi vì là họ còn đến nghe pháp, họ còn biết nói lời lành. Ngày xưa thì họ nói rằng là thôi sư đừng nói nữa, sư cho gì cho lẹ để tôi về, tôi hết giờ rồi. Bây giờ là họ nói là họ ngồi đây cũng giống như ngồi trong bọc điều, họ muốn nghe pháp mà. Họ là thầy của chúng ta mà. Còn con của bác đó, sinh thiếu tháng, sinh gì sư không biết, nhưng mà nuôi lớn tòng ngòm rồi, vẫn nằm chém chệ như là ông vua ngọa triều. Nằm đó để cho người ta hầu hạ, và đổ cơm, đổ nước cho đến ngày chết. Cho nên, sư giảng cho các vị nghe, mà sư cũng lên án những tâm hồn khiếm khuyết. Con người lành lặn, nhưng tâm hồn khiếm khuyết. Sống nghèo nàn, ích kỷ, đa nghi, cố chấp. Tất cả chỉ nghĩ đến mình, cuối cùng trở thành con người vô cảm, đưa đến những hành vi bất nhân. Sẵn sàng phá thai, mặc dù mình không có trách nhiệm gì tới cái chuyện đó hết, chỉ cần biết hưởng thụ rồi ngày mai dắt cái cô con gái đó đi phá thai, đưa vài triệu bạc cho bệnh viện, thế là xong. Không biết đó là tội ác. Mình giết con từ trong trứng nước, thì ngày mai đây nè, lấy vợ, lấy chồng, mình sanh ra những đứa con tật nguyền. Lúc đó sẽ nói tại sao mà tôi khổ thế này? Tại sao tôi sanh đứa con tật nguyền như thế này? Mình hãy nghĩ lại việc của mình đang làm hôm nay và ngày mai. Quá khứ đã tạo tội quá nhiều rồi. Giờ tiếp tục tội ác hình thành, làm những công việc mất đi tâm hồn và nhân cách của con người. Cho nên suy nghĩ rằng nhìn hai người đàn ông cùng mù xúc cơm, chia cơm cho nhau ăn, sư rớt nước mắt. Sư nói họ không mù tí nào. Tại vì ông này nói với ông kia: Quynh ăn được không? Ăn thêm không? Tôi xớt qua cho. Họ đâu có biết có sư đứng trước mặt họ đâu. Rồi ông kia nói: bữa nay hình như người khỏe hơn, ăn thấy ngon. Ông nọ nói: tôi xớt qua cho. Tại vì đó, ông ăn nghe pháp khỏe mạnh, mang quà về còn nuôi tới 4 đứa con. Tôi vậy chứ may hơn ông có 1 đứa. Rồi cái ông kia trả lời: không sao, ông cứ ăn hết đi. Sư ở đây từ bi, muốn mấy hộp mà sư không cho. Mình ăn không nổi thôi. Anh cứ ăn hết cái hộp của ăn đi. Mà tôi có muốn nữa thì tôi đưa tay. Mấy cái em mà sinh viên nó mang cơm tới cho tôi liền mà. Sư đứng cạnh họ không nghe, không biết, họ mù mà. Rồi ông nọ nói ông kia: bữa nay ông đến về tu ông thấy gì sao? Ông nói thấy gì nữa, bao nhiêu người hy sinh cho mình. Nghe sư nói cả 100 sinh viên về rồi mới tổ chức khóa tu được, tại mình đông quá. Mà 100 đứa đó đâu ai phát lương cho nó đâu. Nó chỉ đến nó làm, 12 giờ mình được ăn cơm, chứ tụi nó 3 giờ nó chưa được ăn cái gì hết trơn, trọi vì mình đông quá mà. Cho nên mình muốn cái gì nữa, mình đến đây mình mang ơn thì mình ráng sống cho tốt giống như sư dạy mình. Sư nói họ không hề mù tí nào. Họ sống có tình người, họ sống có lương tâm, họ biết nghĩ đến người khác. Họ nói muốn tổ chức khóa tu có 100 bạn trẻ sư mới làm nổi. Tại vì sao? Đi vô nhà vệ sinh ai dội nước đây? Ai dắt tới nhà vệ sinh đây? Ai đưa hộp cơm cho ăn đây? Rồi nay phát quà rồi, ai bưng ra tới cổng đây? Phải có tình nguyện viên. Cho nên sư từng nói người mù tu, tình nguyện viên, sinh viên cũng tu theo. Đến làm công đức mà thành cũng tu luôn, cũng nghe pháp luôn. Tại vì không phải đây tôi nói cho người tàn tật, mà tôi nói cho tất cả các bạn. Nhiều khi sư nói đau lắm chứ, mà vẫn sư ơi, cho nên sư cũng thương lắm. Giận sư một chút chứ không dám giận lâu. Tại vì sư nói để làm gì? Cũng vì sự hạnh phúc cho các vị hôm nay và ngày mai thôi, chứ không có gì khác. Cho nên sư nói mình đừng có trở thành con người vô cảm, vô tâm. Ngày xưa Đức Phật muốn giáo hóa một anh chàng xấu như con quỷ Dạ Xoa. Anh không phải là quỷ, anh là người. Nhưng mà anh xấu như quỷ Dạ Xoa không ai gần. Cha mẹ đẻ ra sợ hãi nuôi lớn là phải đẩy đi vô rừng luôn. Chứ giờ nuôi con ngày nào mà nửa đêm thức dậy mà thấy con cứ tưởng quỷ là riết rồi cha mẹ mà chết sớm sợ quá.
Răng thì nó không bình thường mà giống như răng nanh, da dẻ sần sùi, thân hình hôi hám, tắm rồi cũng vẫn hôi. Quả báo mình sống làm sao mà mình ra một cái thân hình như thế. Mà Đức Phật muốn hóa độ anh chàng Dạ Xoa này đâu phải dễ, anh trốn ở trong rừng á. Cho nên Đức Phật phải dùng thần thông biến mình cũng thành một con người xấu như con quỷ để đến gần, để kết bạn, để chia sẻ và tập cái anh chàng Dạ Xoa này sống tốt và đừng có sợ hãi, đau khổ trong cuộc đời. Mà ông Dạ Xoa, một lần đó hai người Đức Phật mới chia cơm cho ông ăn. Mà trong khi cúi đầu xuống ăn rồi đó, ông nói đâu có ai tốt trong cuộc đời như cái người này đâu. Xấu giống mình mà tâm tốt quá trời, ngày nào cũng chia cơm cho mình, đâu biết là Đức Phật. Ngày kia ăn xong bát cơm ngẩng lên, thấy trước mặt mình là một chàng trai tuấn tú. Trời ơi, anh còn có chơi với tôi nữa hay không? Đức Phật mới nói sao? Tôi cũng xấu như anh thôi, nhưng vì tôi biết tôn kính các bậc trưởng lão có đạo đức, tôi biết tôn kính Phật Pháp Tăng, tôi biết lắng nghe chánh pháp, tôi biết im lặng, hít vào, thở ra, quán niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi tu tập như vậy mà tôi không còn xấu như Dạ Xoa nữa. Đằng kia khu rừng có một nhóm tăng đang ngồi thiền. Anh hãy ngưng bát cơm, hãy nhìn về số chư tăng đang thiền tập mà khởi lòng cung kính đi. Thế Đức Phật dạy cho cái ông Dạ Xoa này biết cung kính Tam Bảo, biết sống tốt, biết nghe Pháp, biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng mà ông đâu có đủ công đức để mà đẹp như Đức Phật. Nhưng mà một ngày kia, ông ấy bạch Đức Thế Tôn, con biết Ngài chính là bậc giác ngộ, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Được gặp Phật hôm nay, con xin Ngài hãy cho con xuất gia. Mà Đức Phật đâu có chê là ông này xấu quá nên không nhận tu. Đức Phật gật đầu thiện lai tỳ kheo, thì râu tóc của cái anh chàng Dạ Xoa đó rớt. Nó tên là Dạ Xoa vì nó xấu như Dạ Xoa chứ không phải là quỷ, là người. Người mà xấu. Cũng giống như mình sống mà mình khiếm khuyết vậy đó mà. Mà ông tu tinh tấn, rồi chính Dạ Xoa đắc quả A-la-hán đó thôi. Cho nên chúng ta không có gì mà phải mặc cảm trong cuộc đời này. Có phải như vậy không các vị? Cho nên mình nhìn chàng Dạ Xoa đắc quả, mình xấu hổ, tu hoài sao mình không đắc. Mình nhìn hai người mù ngồi chia sẻ bát cơm cho nhau, mình xấu hổ. Bởi vì có những con người lành lặn mà lại khiếm khuyết về tâm hồn. Tôi nhìn thấy những người mù cười. Tôi nhìn thấy các em bé hôm nay, nó nghỉ hè rồi. Chứ không chúng ta sẽ thấy các em mù, nó hát. Chúng ta vẫn hay nghe. Cho nên nhìn những người khuyết tật, tàn tật, đó là bài học trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng quên Beethoven, nhạc sĩ Đức lừng danh thế giới, người Đức. Mà ông ta lại bị điếc năm 48 tuổi trên đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, ông điếc. Nhưng mà điếc là sao? Trời ơi, tôi là nhà soạn nhạc, bây giờ điếc làm sao tôi nghe được cái nhạc tôi soạn. Chắc là nếu mà chúng ta tự tử. Nhưng mà không, ông vẫn tiếp tục soạn nhạc. Mà ngay khi ông điếc hoàn toàn, những cái tác phẩm mà lưu lại trên thế giới lại là khi ông ta bị điếc. Chúng ta sẽ biết ông hoàng vật lý trên thế giới là Stephen Hawking. Ông khuyết tật. Nhưng mà ông nói là gì? Ông khuyết tật đến là trên cái thân ông là gần như 3/4. Nhưng mà ông tuyên bố thật lãng phí thời gian khi mình là người khuyết tật mà đi giận dữ với bản thân. Tự đánh mình, tự nguyền rủa mình, tự nguyền rủa cuộc đời là rất lãng phí. Ông nói rằng mọi người sẽ không có thời gian cho ăn đâu nếu ăn lúc nào cũng tức giận hay than phiền với cuộc sống. Mình mà cứ than phiền hoài người ta chán mình lắm. Rồi ông Terry Fox là vận động viên người Canada. Ông có một cái chân giả mà ông đã chạy xuyên các nước, gọi là bao nhiêu nước?
sáu mươi mấy nước trên thế giới, ông chạy bằng một cái chân thật và một chân giả để quyên tiền cho cái hoạt động nhân đạo những người ung thư. Tại vì ông bị cắt một chân vì ung thư xương, cho nên ông chạy xuyên các quốc gia để kêu gọi mọi người hãy thương những người bị ung thư trên thế giới. Và ông đã chết. Và ông để lại một tấm gương rằng không phải chết để nguyền rủa cuộc đời mình, mà chết để đưa ra một thông điệp hãy yêu thương những người bệnh tật, ung thư, khuyết tật, tàn tật trong cuộc sống. Một người Việt Nam chúng ta đó là Nguyễn Sơn Lâm, cao chỉ có 90cm, nặng 27kg, mà giỏi ba thứ tiếng, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Và ông bây giờ đang phấn đấu trở thành một cái diễn giả giống như là ông Đích vậy đó. Tại vì người cao có chừng này à, giỏi ba thứ tiếng, từng là thầy giáo dạy học. Mà bây giờ ông quyết định là ông sẽ phấn đấu để trở thành một diễn giả trên thế giới. Và có hoa hậu người khuyết tật Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Cô này từng tuyên bố, từng để khó khăn cản bước đến tương lai. Ngồi trên xe lăn đi thi hoa hậu, đạt danh hiệu hoa hậu các vị. Nhưng thôi nói chi cho những người đâu đâu ngay cái đạo tràng của chúng ta. Những con người mù là bài học sống trong cuộc đời. Chứ hay nhắc khen cô Kim Nga là bởi vì cô mù mà cô giúp cho cái tổ in kinh chữ nổi cho người mù. Cô là người tinh tấn tu hành và dắt rất là nhiều người về đây tu tập. Cho nên pháp thoại hôm nay sư muốn các vị hãy biết rằng người tàn tật không phải mất tất cả khi chúng ta còn có cơ hội để được nghe Phật Pháp. Còn những người lành lặn thì đừng biến cuộc đời mình trở thành gánh nặng của xã hội, của gia đình, để làm đau khổ cho cha mẹ, cho anh chị em và không làm lợi ích gì cho xã hội. Còn đối với nhà Phật, Đức Phật đã nhìn chúng ta bằng một cái nhìn vô cùng bình đẳng, không phân biệt tình yêu thương. Nhưng Đức Phật đã dạy chúng ta rằng tất cả khuyết tật trên thân thể chúng ta đều do kết quả của nghiệp báo. Chúng ta không tạo thiện nghiệp mà đã từng tạo ác nghiệp trong quá khứ, nên nay phải lãnh chịu quả báo. Phật giáo cho rằng nếu chúng ta biết tu tập, biết chuyển hóa, thì tâm chúng ta vẫn có thể đạt đến những cảnh giới siêu tuyệt như Niết Bàn. Đức Phật dạy rằng bất cứ con người nào, nam hay nữ, khuyết tật hay toàn vẹn, đều có Phật tính. Cho nên Đức Phật từng tuyên bố như thế nào các vị? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Sư vẫn nhớ thiền sư Nhật Bản Ban Khê, tiếng Việt dịch là Bàn Khuê Vĩnh Trác, đã từng nói như sau. Trong một người đàn bà mù đã hỏi thiền sư rằng: Thưa Ngài, con nghe nói người nào có thân thể không lành lặn thì không thành Phật được, phải không? Thầy thấy con bị mù, đến hình Phật con cũng chưa từng thấy và chưa từng được chiêm ngưỡng để lễ bái cúng dường. Con nghĩ mình sinh ra làm người không có ích lợi gì cả. Có lẽ chết con sẽ rơi vào cõi xấu. Thưa Ngài, có cách gì cho người mù cũng tu hành thành Phật được không? Xin Thầy chỉ giáo cho con. Thiền sư Ban Khây đã đáp: Người ta nói như thế thật, nhưng trong cái tâm bất sinh mà tôi nói thì không có phân biệt giữa lành lặn và khuyết tật. Tâm bất sinh là tâm Phật đó. Đó. Dù bà có bị mù thì tâm Phật vẫn sáng ngời, không có gì khác, nên đừng hoài nghi. Bà chỉ ráng tu tập, loại trừ tham sân si, bỏ đi các thói hư, tật xấu. Hãy nhận ra trong tâm bà cũng có tâm Phật, tâm bất sinh, thì bà sẽ thành Phật ngay trong đời này. Đó, cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa đó, rất là siêu phóng quảng đại. Chỉ cần mù mà nhìn ra cái tâm có tâm Phật là mình thành Phật.
Cho nên hôm nay qua một giờ đồng hồ được gặp gỡ các vị, và trước khi tặng quà thì rất là ưu ái để tặng cho các vị một thời pháp, trong đó có sự chứng minh của thầy, có các nhà hảo tâm đến đây từ nhóm Phật tử Thanh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm gia đình Phật tử Diệu Huyền và nhóm Phật tử Diệu Xuân đem đến chúng ta những phần quà và những chiếc xe lăn, những chiếc xe lắc. Chúng ta hãy tri ân Tam Bảo, tri ân các bậc thầy và tri ân những người hảo tâm đã đến với chúng ta hôm nay.
niệm Phật tịnh hiền đều giải thoát. Còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không.